Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Thời sự 365. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Mời quý vị nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bản tin hấp dẫn của chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sau đây. COVID-19 sẽ thành bệnh truyền nhiễm nhóm B, chống dịch thay đổi như thế nào? Bao vỡ trận phòng dịch vì hàng nghìn người đổ về con đường Hoa Vàng Hà Nội. Không gọi, bác sĩ trả lời. Hà Nội chỉ đạo mới nhất về dạy học trực tiếp trong tình hình mới. Đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng bị đánh sập như thế nào? 8 hectare đất dự án treo 10 năm đem đấu giá. COVID-19 sẽ thành bệnh truyền nhiễm nhóm B, chống dịch thay đổi như thế nào? Thưa quý vị, ngày 17 tháng 3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành tại Nghị quyết 38 về chương trình phòng chống dịch COVID-19. Đáng chú ý, nghị quyết nhấn mạnh đến việc thực hiện linh hoạt nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch, theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể, phù hợp với diễn biến dịch bệnh, nghiên cứu, đánh giá và căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Về vấn đề này, nhiều chuyên gia dịch tễ nhận định việc căn cứ tình hình để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B là phù hợp với thực tế. Trao đổi với báo chí, bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khối nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Phó Chủ tịch Liên chi Hội truyền nhiễm TP.HCM bày tỏ quan điểm cần sớm đưa COVID ra khỏi danh sách bệnh truyền nhiễm nhóm A. Bác sĩ Khanh cho hay, cần sớm đưa COVID ra khỏi danh sách bệnh truyền nhiễm nhóm A để phù hợp với tình hình thực tế và tạo điều kiện ổn định đời sống xã hội cũng như phát triển kinh tế. Cũng theo vị chuyên gia này, nếu COVID-19 được đưa về bệnh truyền nhiễm nhóm B, thì chúng ta sẽ đối phó với dịch bệnh này tương tự như các bệnh truyền nhiễm nhóm B khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng. Bác sĩ Khanh phân tích, khi đã đưa COVID-19 về bệnh truyền nhiễm nhóm B cũng sẽ giống như sốt xuất huyết hay tay chân miệng. Chúng ta biết ai thuộc đối tượng nguy cơ có thể chuyển nặng để tập trung điều trị sớm. Việc tiêm chủng vaccine vẫn được khuyến cáo nhưng sẽ trên tinh thần tự nguyện và nhu cầu của người dân. Đồng quan điểm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhận định, việc có kế hoạch đưa COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B là chuyển biến tốt. Đây cũng là xu hướng hiện nay trên thế giới. Chuyên gia này cũng lưu ý rằng, việc chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B không đồng nghĩa với hết dịch, bởi dịch vẫn còn tiếp tục lưu hành và gây cái chết người. Nhưng nó không còn tối nguy hiểm nữa. Phó Giáo sư Nga phân tích, khi COVID-19 chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, chúng ta vẫn cần tiếp tục những biện pháp bảo vệ. Thứ nhất, vẫn nên đeo khẩu trang. Thứ hai là biện pháp rửa tay nên đi theo suốt đời. Thứ ba là những trường hợp nguy cơ như người cao tuổi, có bệnh nền mà chưa được tiêm chủng nên hạn chế tiếp xúc với người lạ. Những đối tượng nguy cơ cao này cũng cần được bảo vệ. Bên cạnh đó, các bệnh viện vẫn cần sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, thông thường với các bệnh truyền nhiễm để có thể đưa ra khỏi nhóm truyền nhiễm nhóm A, cần căn cứ vào nhiều yếu tố như khả năng miễn dịch cộng đồng, gồm miễn dịch tự nhiên và độ bao phủ vaccine, tỷ lệ ca tử vong, khả năng đáp ứng y tế và đặc biệt là vấn đề tác động nghiêm trọng và nguy hiểm tới sức khỏe và đời sống xã hội. Lúc này chúng ta có thể thay đổi các giải pháp trong chiến lược ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả. Ví dụ như có thể không tiến hành các biện pháp xét nghiệm giám sát tất cả các trường hợp nghi nhiễm như hiện nay, thay vào đó chỉ giám sát trọng điểm hoặc xét ca bệnh phục vụ cho điều trị, không thực hiện cách ly nghiêm ngặt. Còn theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sau khi xem COVID-19 là bệnh truyền nhiễm thông thường, cách ly tại cộng đồng không cần thiết, nhưng khi F0 đến bệnh viện vẫn cần phân loại vào khoa truyền nhiễm để tránh lây nhiễm cho các bệnh nhân thông thường, bởi đây vốn là đối tượng có nguy cơ chuyển biến nặng và tử vong cao. Lo vỡ trận phòng dịch vì hàng nghìn người đổ về con đường Hoa Vàng Hà Nội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch tại con đường Hoa Phong Linh thuộc khu đô thị trên địa bàn phường La Khê. Nội dung văn bản nêu rõ, hiện nay dù số ca nhiễm trên địa bàn quận Hà Đông có chiều hướng giảm, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ngày 17 tháng 3, UBND quận đã ban hành văn bản số 536 về việc triển khai một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định, phương châm, biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K. Tuy nhiên, trong những ngày qua, rất đông người dân đã đến khu đô thị trên địa bàn phường La Khê để ngắm hoa, chụp ảnh. Trong đó nhiều người không đeo khẩu trang, không thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K, là nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn quận. Để đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nhưng tạo điều kiện cho người dân, du khách được vui chơi, ngắm hoa, chụp ảnh, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông yêu cầu chủ đầu tư khu đô thị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần có phương án phân luồng, đón khách tham quan, bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để tình trạng tập trung đông người làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Quận Hà Đông cũng giao Chủ tịch UBND phường La Khê tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định trong phòng chống dịch tại địa điểm, bên trong và các khu vực xung quanh khu đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong phòng chống dịch bệnh. Công an huyện có trách nhiệm chỉ đạo Công an phường La Khê thường xuyên tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng chống dịch. Như báo chí đã đưa tin, những ngày vừa qua, khi hay tin bên trong một khu đô thị trên địa bàn phường La Khê có con đường Hoa Phong Linh và hoa gạo nở rực rỡ, hàng nghìn người, từ người lớn đến trẻ nhỏ đã đổ xô về đây để chụp ảnh. Để có được những bức ảnh ưng ý, nhiều người đã bỏ khẩu trang khi tạo dáng chụp ảnh, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. F không gọi, bác sĩ trả lời. Thưa quý vị, gần 2 tuần nay, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 tại Quảng Trị ngày càng gia tăng, liên tục nhiều địa phương ghi nhận lượng F0 mới dao động từ 2.000 đến 3.000 trường hợp. Có những ngày tăng lên 3.500 trường hợp, trong đó F0 không triệu chứng nhẹ, điều trị tại nhà là khá cao. Để góp phần hỗ trợ điều trị bệnh nhân được hiệu quả, nhiều y bác sĩ tình nguyện hướng dẫn điều trị F0 hoàn toàn miễn phí qua điện thoại hoặc qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook trong suốt thời gian bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Dù khá bận bịu với việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Thị Liên, công tác tại Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị vẫn dành thời gian để tư vấn, hướng dẫn cho các bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Theo bác sĩ Liên, giai đoạn này bệnh nhân nhập viện điều trị có phần hạ nhiệt, nhưng các ca bệnh nặng tăng lên, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện chịu áp lực lớn để chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Hơn nữa, số lượng bác sĩ và nhân viên y tế mắc COVID-19 cũng khá nhiều, do đó những y bác sĩ còn lại phải đảm nhận lượng công việc nhiều hơn, ít có thời gian nghỉ ngơi. Chị Liên nói qua kênh Zalo và điện thoại, nhiều người hỏi tư vấn cho bố, mẹ, cao tuổi hoặc con nhỏ đang là F0. Tùy vào từng trường hợp để mình tư vấn kịp thời cho bệnh nhân nên dùng loại thuốc gì, theo dõi ra sao. Bác sĩ Liên nói rằng một số bệnh nhân tiếp cận đơn thuốc từ trên mạng hoặc có người chia sẻ nên tự ra hiệu thuốc mua về uống. Do đó bác sĩ phải tư vấn kịp thời để bệnh nhân thay đổi việc dùng thuốc tùy tiện và làm theo hướng dẫn để bệnh nhân chóng phục hồi. Là một bác sĩ trẻ, chị Trần Thị Dung làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, đóng tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Cũng hăng hái tham gia nhóm tư vấn hỗ trợ cho F0 điều trị tại nhà. Bác sĩ Dung cho hay, hầu hết các bác sĩ, nhân viên y tế đang làm việc ở các bệnh viện nên tranh thủ được thời gian sau khám bệnh. Tuy nhiên, lượng bệnh nhân cần tư vấn hỗ trợ là khá nhiều. Bác sĩ Dung tâm sự, các F0 thường hỏi về tình trạng của bản thân như sốt, đau họng, ho nên xử lý như thế nào, rồi bệnh nhân F0 nên sử dụng những loại thuốc gì. Một số bệnh nhân gọi điện với tâm trạng lo lắng, bác sĩ phải trấn an bệnh nhân, giúp F0 giữ bình tĩnh. Những trường hợp có dấu hiệu chuyển biến nặng thì hướng dẫn lên tuyến trên. Được biết, vào năm 2021, khi dịch COVID-19 đang hết sức căng thẳng ở các tỉnh phía Nam, bác sĩ Trần Thị Dung cũng tình nguyện tham gia đoàn thầy thuốc của tỉnh Quảng Trị vào Bình Dương để hỗ trợ chống dịch. Được sự đồng ý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Đoàn Thanh niên Sở Y tế đã huy động các tình nguyện viên là y, bác sĩ tham gia các hoạt động tư vấn, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân F0 qua Zalo,
gọi tắt là nhóm 74 hỗ trợ chăm sóc điều trị COVID-19. Theo bác sĩ Nguyễn Đức Tài, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC quản trị nhóm tư vấn F0, nhóm bác sĩ, nhân viên y tế hỗ trợ cho người dân về việc chăm sóc điều trị, lẫn hoạt động dự phòng, công tác tiêm chủng vaccine, văn bản pháp luật về phòng chống dịch, các quy định về cách ly, đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Đối với công tác dự phòng sẽ do nhóm cán bộ CDC và cán bộ dự phòng tuyến huyện hỗ trợ, còn hoạt động chăm sóc điều trị sẽ do đội ngũ các bác sĩ bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi, bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải và các bệnh viện tuyến huyện hỗ trợ. Khi có bệnh nhân F0 cần hỗ trợ, các nhóm sẽ cử người tư vấn hỗ trợ cho bệnh nhân. Bác sĩ sẽ theo dõi bệnh nhân cho đến khi khỏi bệnh. Bác sĩ Tài nói, các y bác sĩ vừa phải làm nhiệm vụ chuyên môn khám, chữa bệnh cho nhân dân, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện, vừa phải tham gia tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, nên ít người có thời gian nghỉ. Ngoài việc hỗ trợ Zalo, các bác sĩ còn tư vấn, hỗ trợ qua điện thoại. Có F0 gọi điện liên tục bất kể ngày đêm, các bác sĩ cũng phải theo dõi bệnh nhân cho đến khi khỏi bệnh nên rất vất vả. Cũng theo bác sĩ Tài, nhóm tư vấn hỗ trợ bệnh nhân F0 hiện có hơn 400 thành viên tham gia, đã tư vấn cho hơn 500 bệnh nhân khỏi bệnh. Theo anh Trần Thái Dương, Bí thư Đoàn Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, đa phần người dân đều có nhu cầu cung cấp các thông tin chính thống để tự chăm sóc điều trị cho bản thân và gia đình hiệu quả, tiết kiệm chi phí và dễ tiếp cận nhất. Vì vậy, việc thiết lập một kênh thông tin để cung cấp các kiến thức về phòng chống dịch COVID-19 và hoạt động tư vấn, chăm sóc, điều trị F0 là rất cấp thiết, anh Dương chia sẻ. Qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn có thêm nhiều y bác sĩ tình nguyện đồng hành nhằm giúp đỡ nhiều bệnh nhân có nhu cầu được hỗ trợ nhanh nhất, tốt nhất. Đồng thời, hoạt động này sẽ được lan tỏa đến những người bệnh có nhu cầu để giúp họ có đầy đủ thông tin và kiến thức về dự phòng và điều trị COVID-19. Đoàn Thanh niên Sở Y tế kêu gọi tất cả mọi người dân không được chủ quan, không hoang mang về dịch bệnh và tích cực thực hiện tốt thông điệp 5K của ngành y tế. Theo Bí thư Đoàn Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, thời gian tới nhu cầu tư vấn của người dân sẽ tăng cao nên Đoàn Thanh niên tiếp tục kêu gọi các y bác sĩ tham gia kênh hỗ trợ, tư vấn để đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của người dân. Hà Nội chỉ đạo mới nhất về dạy học trực tiếp trong tình hình mới. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong việc tổ chức dạy học trực tiếp của học sinh lớp 7 đến lớp 12 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, văn bản này được ban hành căn cứ vào công văn 735 ngày 15 tháng 3 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các trường học gần với bảo đảm an toàn phòng chống dịch, kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên. Thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về công tác phòng chống dịch trong nhà trường của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản hướng dẫn của thành phố, bám sát diễn biến của dịch bệnh tại địa phương, kịp thời chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho các khối lớp từ lớp 7 đến lớp 12, đặc biệt quan tâm đến học sinh khối lớp 9 và lớp 12. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao Phòng Giáo dục Đào tạo các quận, huyện, thị xã là đầu mối tổng hợp, tham mưu với Ủy ban Nhân dân trong việc xem xét, phê duyệt phương án dạy học trực tiếp của các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Trước đó, từ ngày 7 tháng 3, với 326 xã, phường và thị trấn có cấp độ dịch ở mức độ 3, phần lớn các trường học ở Hà Nội phải đóng cửa, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 quay trở lại học trực tuyến. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận nội thành Hà Nội vẫn học trực tuyến từ đầu năm học đến nay và chưa một ngày được đến trường. Ở các huyện ngoại thành, học sinh lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp được 2 tuần phải chuyển sang học trực tuyến do tình hình dịch bệnh phức tạp. Đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng bị đánh sập như thế nào? Thưa quý vị, đường dây đánh bạc núp bóng doanh nghiệp quy mô khủng vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an đánh sập. Từ đây, toàn bộ hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi của đường dây này cũng bị lật tẩy. Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, chiều nay ngày 18 tháng 3,
Cơ quan Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc mà theo tài liệu điều tra ban đầu, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch qua lại trên các tài khoản sử dụng để đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng. Người tham gia đánh bạc phần lớn là người ở các tỉnh ngoài địa bàn Quảng Ninh. Trước đó, trong quá trình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và một số địa phương lân cận. Ngày 6 tháng 7 năm 2021, Công an đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này. Theo đội phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm theo tuyến, địa bàn Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết quả xác minh giai đoạn ban đầu trên địa bàn cho thấy, nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc mới chỉ mang tính chất liên huyện. Tuy nhiên, quá trình trinh sát mở rộng, Công an xác định đây là một đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn với nhiều đối tượng tham gia. Trong đó, người Quảng Ninh hiện đang sinh sống tại Sóc Sơn, Hà Nội nên quyết định tiếp tục điều tra và mở rộng. Lúc này, số đối tượng tham gia hoạt động đánh bạc tại Quảng Ninh mà Công an phát hiện thời điểm đầu cũng mới chỉ ở quy mô nhỏ lẻ và đại lý thứ cấp của các ông trùm trong đường dây. Theo một điều tra viên, đường dây đánh bạc này có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, các đối tượng triệt để lợi dụng các địa hình độc đáo, giáp danh giữa huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để hoạt động. Bên cạnh đó, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động. Đồng thời, giao dịch tài chính được thực hiện qua hình thức chuyển khoản, xe ôm và các phương thức vận chuyển tiền khác nhau. Không chỉ thế, các đối tượng cầm đầu còn cho gắn lưỡi câu vào lưới và thả xuống ao hồ xung quanh nhà để ngăn chặn người lạ tiếp cận và sẵn sàng tiêu hủy tang vật nếu có nguy cơ bị phát hiện. Do đó, công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn, thậm chí có một thời gian dài, các trinh sát phải giấu mình trên đồi, dưới ruộng, ăn ngủ trên ô tô để theo sát mọi biến động của đường dây này. Đến giữa tháng 12 năm 2021, căn cứ tính chất và quy mô hoạt động đặc biệt lớn diễn ra tại nhiều tỉnh thành liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau ở các địa bàn khác nhau, nên đòi hỏi quá trình phá án phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức phá án. 17 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai gần 200 cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, thành phố Hà Nội và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đồng thời triệu tập làm việc với các đối tượng trong chuyên án và các đối tượng có liên quan. Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, 20 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động gần 50 cán bộ công an khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại thị xã Quảng Yên, huyện Ba Chẽ. Trong cả hai đợt ra quân khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, Công an đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô và trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số đó có 2 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm thu giữ tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Bước đầu, Công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú, 45 tuổi, trú tại thôn Mẫu Tự và Vũ Ngọc Thành, 46 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, cầm đầu quản lý điều hành với 3 tài khoản Supermaster là DTE359, CA27, 8QL7, 2 tài khoản Master là DI7962 và DI7938. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài. Giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên trên 10 tỷ đồng. Vũ Ngọc Thành, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc cũng khai nhận số tiền giao dịch có thể từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu trong một lần chơi. Khi muốn đánh bạc, khách hàng tự tìm đến cùng đặt ra quy ước với nhau. Nếu hai bên đồng ý thì có thể thanh toán theo tuần hoặc trong ngày, tùy theo thỏa thuận. Cơ quan điều tra cho biết, các mắt xích trong đường dây này chủ yếu là đối tượng hình sự, hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp. Nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích. Trong đó, cá biệt có Ngô Văn Huy,
từng 6 lần vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc, gây rối trật tự trong công cộng và làm nhục người khác. Vũ Ngọc Thành, tức Thành Đỏ, có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc. Nguyễn Văn Tú, tức Tú Chố, có tới 3 tiền án về tội đánh bạc, từng bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ và xử lý. Đặc biệt, hoạt động đánh bạc trong đường dây có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp. Nguyễn Văn Tú thành lập công ty nước sạch Ngọc Anh và giữ vai trò giám đốc, nhưng thực chất doanh nghiệp này hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi. Trụ sở công ty nước sạch của Ngọc Anh chính là đại bản doanh để Tú và đàn em tập trung, điều hành hoạt động đánh bạc. Đặc biệt, Tú còn chiêu mộ rất nhiều đàn em để sẵn sàng đi đòi nợ nếu các con bạc chậm thanh toán tiền cho nhà cái. Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.